cha chương lưu diệm, lạy cha chương lưu diệm. Amen. Thiên cha và con và thánh thần. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam bổ vị mục cử nhân thiện, là Cha Francisco Trương Hữu Hiệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng đầy bền độ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, Cha là hiến thân của Đức Kitô, vì một từ tối cao đã tự nguyện hiến dâng mang sống mình để đoàn chiến được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức quan báo tin mừng, Cha là hoa anh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ yêu đau tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường xuyên cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu thần, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Kính thưa Cha Francisco Trương Hữu Diệu, hôm nay ngày thứ năm đầu tháng và cũng là đầu năm dương lịch, chúng con lại cùng nhau tụ họp nơi đây để hiệp dâng lên Cha lòng biết ơn của chúng con với 1455 lời cảm tạ được ghi trong sổ trong tháng 12 vừa qua. Niềm tin và ước nguyện của chúng con đã được Cha nhận lời và chuyển cầu lên đấng tối cao, cho chúng con được thỏa lòng mong ước. Nhờ đó mà niềm tin của chúng con ngày càng kiên vững, vì biết Cha luôn quan tâm và yêu thương chúng con. Như xưa, Cha đã hy sinh mạng sống mình cho dân lành được sống. Xin Cha tiếp tục lắng nghe những ước nguyện của chúng con với 3542 lời khấn xin của những người con đến thăm Cha trong tháng qua. Chúng con cùng chung lòng hiệp tâm dâng lên Cha. Nài xin Cha cứu giúp và chuyển cầu những ước vọng của chúng con lên đấng toàn năng. Trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con đặc biệt hướng về những người thân của chúng con đã qua đời, đặc biệt là các thân nhân đã mất trong tháng 1 được yên nghỉ nơi cực thánh. Bước qua năm mới, xin Cha tiếp tục nâng đỡ, soi sáng và giúp chúng con có được một tấm lòng biết yêu thương và tha thứ, biết chia sẻ và cho đi, để tâm hồn chúng con luôn bình an và sống ngay lành. Xin mời cùng đoàn ngồi. Xin cộng đoàn cùng chung lòng hiệp dâng những lời khấn sau đây. Con Lâm Thị Chính, con kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được khỏe mạnh. Con bị cột sống có gai rất là đau, một tháng nay không ăn uống được. Xin Cha phù hộ cho con của con bị bệnh tự kỷ, em chồng bị ung thư phổi, cháu tên Tiên bị cứu được. Xin Cha cho hết thầy được gặp thầy gặp thuốc và sớm lành bệnh. Con xin cảm ơn Cha. Con hương nguyện. Con xin khấn Cha chữa bệnh cho con gái của con đang bị bệnh liên quan đến vú buồng trứng, sức khỏe rất yếu. Xin Cha cho con trai của con bỏ hẳn rượu,
không còn bị trầm cảm, biết lo chăm chỉ làm việc. Con xin cảm ơn cha. Con tên Chi Nguyễn, là cha. Con bị bệnh động kinh. Nay con xin khấn cha chữa cho con được khỏi bệnh. Xin cha nhận lời cầu xin của con xin cảm ơn cha. Con Nguyễn Thị Trí, lạy cha, con mắc bệnh hiểm nghèo về gan. Xin cha cầu bầu cục Chúa và mẹ Maria cho con được ơn chữa lành. Chồng con bị bệnh đau khớp, xin cho chồng con gặp thầy, gặp thuốc và được lành bệnh. Con xin cảm tạ cha. Con là Nguyễn, kính thưa cha, xin cha giúp cho Lý Nguyễn Phi Dũng đang cai nghiện rượu đạt được kết quả. Gia đình con trông cậy vào cha, con cảm ơn cha. Con Nguyễn Nguyễn, xin cha cầu bầu cùng đứng tối cao tương ban cho Đoàn Minh Đạo qua khỏi căn bệnh ung thư não. Con xin chân thành cảm tạ cha. Con Phương Đinh, con xin khấn cha cầu bầu cùng Chúa cho anh của con vừa bị bệnh ung thư được ơn chữa lành. Xin cha soi sáng và dẫn dắt các con của con trở về với Chúa. Con xin cảm ơn cha. Con Vân Snyder, thưa cha, con bị bệnh mất ngủ trên 5 tháng, có lúc thức suốt đêm 2-3 tuần lễ. Con uống tăng thêm thuốc an thần mà vẫn không tài nào chợp mắt. Con xin cha Trương Bụi Diệp giúp con được khỏi bệnh mất ngủ. Con xin cảm ơn cha. Con Thế Nguyễn, kính xin cha ơn chữa lành. Con hiện đang bị đau ngực bên trái, con chưa đi khám bác sĩ, không biết bệnh thế nào. Xin cha chuyển cầu lên Chúa chữa lành bệnh tật cho con. Con xin cảm ơn cha. Con Maria Cathy, con xin thánh cha cầu bầu cùng Chúa cho chú Hách được ơn chữa khỏi bệnh ung thư. Vì chú có 7 đứa con còn quá nhỏ, xin cha cho con kiếm được công việc tốt hơn để lo cho các con. Con xin cảm ơn cha. Con Khăn Phạm, lạy Chúa, lạy cha, ở cạnh đứng cứu thế đầy quyền năng, con xin cha cầu bầu cùng Chúa chữa bệnh cái sơ phổi cho con. Xin cha nhận lời con cầu xin. Con Emmy Nguyễn, con xin cha cầu bầu cùng Chúa cho chị của con. Hiện tại chị con bị bệnh ung thư thận và gan, chị con đang chữa trị. Xin cha cho chị con vượt qua mọi đau đớn và được lành bệnh. Con xin cảm ơn cha. Con Thân Nguyễn, con xin cha giúp cho con trị liệu được bệnh ung thư của con có khả quan tốt, để con được sống với vợ con của con vài 3 năm nữa. Con xin kính ơn cha nhiều. Con Danny Phạm, con cầu xin cha phù hộ cho con được mạnh khỏe, mọi kết quả được tốt đẹp, hai cục hạch ở sau hai tai được biến mất, và đó chỉ là những cục hạch lành. Con xin cha phù hộ và nhận lời con cầu xin. Con xin cảm ơn cha. Con Hà Dương, con cầu xin cha cho mẹ đỡ đầu của con khỏi bệnh ung thư, các con của con ổn định chỗ ở và công ăn việc làm. Xin cha cho con những điều cha thấy tốt cho con. Con kính cảm ơn cha. Xin mời cộng đoàn đứng. Con
cùng đoàn thôi. Con Nguyễn Thủy Huệ, lạy cha Phanxicô trong buổi dịp, con đang mắc bệnh hiểm nghèo, có khối u trong phổi mà không có điều kiện chữa chạy. Cha ơi, xin cha cứu con, xin cha chữa lành cho con được có bảo hiểm tốt hơn. Con cảm ơn cha. Con Hương Nữ Lê, xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con được lành chứng nước chảy trong phổi, cho con được lành bệnh ung thư phổi và cho con được ngủ ngon mỗi tối, cho vợ con được mổ mắt tốt đẹp và tay khỏi đau nhức. Chúng con xin cảm ơn cha lời cầu nguyện của chúng con. Con Hồng Nguyễn, con xin khấn cha cho con ngủ được. Con mất ngủ cả 10 năm nay rồi. Xin cho ba đứa con của con trở lại đạo và cho con rể của con có việc làm. Con xin cảm ơn cha. Con Jenny Nguyễn, kính lạy cha Trương Biểu Diệp, xin cha cầu bầu cùng Thiên Chúa mẹ Maria chữa lành bệnh cho chồng của con đã mất ngủ 8 năm. Con bị ho đã lâu và trong bụng con có một cái biếu. Xin cha chữa lành cho con xin cảm tạ cha. Con Quyên Nguyễn, lạy cha, hôm nay gia đình con rất lo lắng vì gặp một số trục trặc trong việc mua nhà. Xin cha giúp cho mọi sự giữ hóa lành, giúp ước nguyện của chúng con sớm đạt được, và xin cha giúp sức để tâm hồn con được bình yên. Gia đình chúng con xin tạ ơn cha. Một người xin khấn lạy cha, xin cha cầu bầu cùng đứng tối cao cho con. Đầu tháng này con phải đi chữa bệnh ngặt nghèo của con. Xin cha phù hộ cho con được mọi sự thuận lợi để trở về với gia đình, với một đứa con duy nhất của con. Xin cha phù hộ cho con tri ân cha. Một người xin khấn, xin cha ban phước lạ cho chồng của con đừng bị mổ tim. Xin cha ban phép lành cho con và gia đình con được bình an. Con xin cảm ơn cha. Con Nguyễn Thị Lan, con cầu xin cha che chở cho con. Con sẽ giải phẫu bú ở phổi, sẽ qua khỏi và mau lành. Xin cha che chở cho con việc giải phẫu được tốt đẹp và cho con được khỏe mạnh bình thường. Con xin cảm ơn cha. Con Teresa Yến, con xin dâng lên Chúa mọi khốn khó, gian nan gia đình chúng con đang gặp hiện nay. Xin cha nguyện giúp cầu thay, cùng Chúa ban ơn bình an và sáng soi, đưa dẫn con đi trên con đường nào đúng nhất, và cho chị gái của con đang điều trị bệnh ung thư được khỏi bệnh. Con xin cảm ơn cha. Con Cao Ánh Tuyết, xin cha phù hộ cho mẹ của con là Nguyễn Thị Uyên đang nằm bệnh viện điều trị ung thư. Xin cha ban phép lạ cho mẹ của con được ơn chữa lành và hết bệnh. Con xin tạ ơn cha. Một người xin khấn, con tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp ban cho các con của con đang sống xa nhà được mở lòng khôn ngoan và đức tin sai dẫn trở về với Chúa. Xin đoái thương đến người anh của con vừa mới bị bệnh ung thư mũi, được ơn chữa lành. Con cảm ơn cha. Con Trương Quang, con xin khấn cha cầu bầu cùng Chúa cho Trương Hoài Phong tìm được thầy thuốc giỏi để chữa hết bệnh ung thư phổi. Con xin tạ ơn Chúa và cha. Con Nguyễn Phương, cha ơi, con bị ung thư ngực giai đoạn 1. Xin cha cầu nguyện cùng Chúa và mẹ Maria cho con. 4 tháng nữa con đi siêu âm và xét nghiệm lại khối u không còn nữa. Xin cha cứu con, cha ơi. Con xin cảm tạ cha. Con Luân Nguyễn, con quỳ dưới chân cha xin ban ơn chữa lành bệnh cho con. Của con là Hoàng Thúy bị bệnh trầm cảm, nó có ý nghĩ đòi chết. Con sợ lắm cha ơi. Xin cha ban phước lành cho con của con được khỏe mạnh,
tâm trí bình thường trở lại. Hai đứa cháu ngoại của con còn bé quá, cần có mẹ chăm sóc. Con xin cảm tạ cha. Con Jennifer, con xin cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ chữa lành biếu nước trong đầu cho con. Xin cha nhận lời cầu xin của con xin chân thành cảm ơn cha. Sau đây, xin mời cộng đoàn cùng chúc lời cầu nguyện cho những lời khấn từ nơi xa. Dạ, con là Ellen Gidiseli, hiện con đang ở Pháp. Đây là lần thứ hai con kêu qua để xin cha cầu bầu với chú mẹ hãy cứu anh con là Lý Anh Quân Anh Bè. Vừa mổ tim xong mà hiện thì còn đang trong cơn hôn mê nguy cấp gần cả tuần rồi chưa tỉnh lại. Con xin cha hãy cứu cho anh con mau tỉnh dậy. Cha đã cứu biết bao nhiêu người, xin cha hãy cứu anh con. Cảm tạ cha nhiều lắm, xin cha hãy đừng bỏ rơi con, hãy giúp con nha cha. Dạ, con là Minh Auckland. Chị của con là Anna Nguyễn Thị Hương, bị bệnh ung thư phổi, gan, đường ruột, rồi và ung thư vú. Và con cầu xin cha Trương Vũ Diệp và Chúa Mẹ cho chị của con được lành hết bệnh, được bớt, được hết đi cái sự đau đớn ở trong người. Con xin cảm tạ cha. Con cầu xin cha Trương Vũ Diệp, xin Chúa giùm con và cha giúp cho con, cha chữa lành bệnh cho con. Con đây mệt lắm cha ơi, con yếu đuối lắm, xin cha giúp cho con, thương mà ban cho con có con thở được và hết bệnh. Con là Nguyễn Thị Nhi, con trai của con là Nguyễn Công Thành, đang bệnh phổi, nó thở không được, xin Chúa cứu nó, xin cha cứu nó, cha Trương Quý Diệp ơi, chữa lành cho con của con, được cai qua nạn khỏi, được hết bệnh, hết ho, hết thở được. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha. Amen, amen. Dạ, gặp lại cha, thưa cha Trương Bửu Diệp, con là Hương. Chồng con tên Lập đang ở trong bệnh viện và đang cơn hấp hối và rất và đang nguy kịch, cho nên con xin cha, xin cha cầu nguyện cùng con và cùng ơn trên để Thiên Chúa chữa lành cho anh ấy. Và con xin cha giúp con và ban sức mạnh thêm cho con và ban ơn chữa lành cho anh ấy và để anh ấy có cố gắng để vượt qua cơn nguy hiểm này. Con tạ ơn cha, con xin chào cha. Lạy Chúa, lạy cha chí thánh, xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con nó được mau biết đi biết đứng. Nó bị hư não, bây giờ đang tập đi tập tối tập ăn. Xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con nó mau lành bệnh. Vâng, con đội ơn cha. Lạy Chúa, lạy cha, Francisco Thiên Bùi, Ngài là bậc thánh và chân tướng cứu thế để quyền năng. Con là Minh Trần, con là người ngoài nào. Con tin Chúa, con tin cha. Cha ơi, vừa rồi con bị cảm lạnh, con phải cấp cứu trong bệnh viện. Con nằm ở trong đó hết mười mấy ngày. Do đó người ta kiểm tra thì thấy lá phổi bên tay phải của con nó ngưng, nó không có hoạt động. Do đó mà con yếu, mà con đi bộ không có được. Cho nên hôm nay con xin cha ban phép nhiệm màu cho con, giúp cho con cái lá phổi bên tay phải cho nó hoạt động trở lại, để cho con có sức khỏe. Con xin cha thương xót con, cha đừng bỏ rơi con cha ơi. Cha cầu thay nhìn giúp cho con cha nhé. Con cảm tạ ơn cha. Alo, dạ con chào cha, thánh cho con. Con đang đau khổ mà thằng con lớn con ngồi tù, con nhỏ bé thứ hai thì nó quậy con, nó bỏ nhà nó đi cha, con đau khổ quá. Bây giờ bao nhiêu những cái chuyện buồn, chuyện đau khổ đổ chút hết lên người con, mà con thì lại đang bệnh tật. Hết một ngày uống không biết bao nhiêu viên thuốc, cha khấn cho con. Chúa có thương con thì gọi con về. Sống chi mà con chịu biết bao nhiêu những cái đau thương ở trên người mà con cũng phải gánh vác. Con cảm ơn cha.
Con là Bích ở bên Arlington, Texas, con gọi lên để xin cảm tạ cha qua cầu bầu đã giúp con giải quyết được một vài những cái điều kiện mà con cảm thấy ngoài tầm của con. Và con cũng xin dâng lên cha, xin cứu thương đến người chị gái của con đang nằm trên giường bệnh đã nhiều năm về tê liệt, người anh ốm yếu của con và một người cháu đã trưởng thành nhưng tính tình rất là tội nghiệp, khờ khạo. Tất cả niềm ưu tư đó con trọn vẹn dâng lên cha, xin cha chia sẻ những hoàn cảnh và những lời khấn nguyện của con. Một lần nữa con xin cầu xin cha thương đến hoàn cảnh của chúng con, xin cha và con và Thánh Thần. Amen. Lạy cha Phanxicô Chương Bửu Diệp, xin phù hộ cho con là Hương Nguyễn và con là Valerie Nguyễn trong năm 2018 này được bình an, được sức khỏe, được vạn sự như ý. Con xin tạ ơn cha cho con học hành đỗ đạt tới nơi tới chốn. Amen. Xin mời các bạn đến. Từ cõi lòng sâu thẳm qua xin thần linh Chúa hiện diện đầy bình yên trong lòng này, nguyện thân này tuôn đổ làm mọi lòng cười cha đã cho ba của con được lành lại, chân ba con đã đi lại được mà không cần xe lăn hoặc chống gậy nữa. Cha đã cho con nhiều ơn lành, những điều con cầu khẩn cùng cha, con xin tạ ơn cha. Con thân ngon, gia đình chúng con kính cảm tạ cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa và mẹ Maria cho cháu của con được lành bệnh, khỏe mạnh, bình an. Con kính cảm tạ ơn cha Diệp. Con Trần Thị Kim Yến, thưa cha Thánh Phanxicô Chương Bửu Diệp, con xin cảm tạ ơn cha đã giúp cho gia đình con có sức khỏe và việc làm ổn định. Con vô cùng đội ơn cha. Con Maria Kim, xin cảm tạ cha đã cho con bớt đau khớp gối. Cha đã cho con của con mua được nhà. Con dâu của con đã được đoàn tụ với chồng và giấy tờ hoàn tất tốt đẹp. Chúng con xin cảm tạ cha. Con Dương Nguyễn, con xin cảm tạ Chúa qua lời bầu bầu của cha đã nhận lời con kêu xin. Con chụp x-ray cái đầu, kết quả không có gì, bình an. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa và cha. Con Phạm Thị Yến, con xin cảm tạ cha đã cầu bầu cùng Chúa ban cho con bớt hẳn đau nhức và con đã ngủ được. Con kính cảm tạ cha. Con Long Lê, cảm tạ cha đã cầu bầu cùng Chúa cho bố của con. Ca mổ đã được thành công và bình phục. Con Phan Thu Hương, con xin cảm tạ ơn cha nhờ lời cầu bầu của cha đến với Chúa và mẹ Maria. Mọi điều con xin đều tốt đẹp. Nay tâm hồn của con được bình an và thanh thản ngàn đời, con xin ghi tạc ơn cha. Chúng con Trần Tiến Đạt, Huỳnh Thị Xuân Thiên, chúng con xin cảm tạ cha đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được đoàn tụ. Xin cha ban cho chúng con mau sớm có con
và phù hộ cho công ăn việc làm của chúng con. Kính cảm tạ cha. Một người xin cảm tạ. Con xin cảm tạ cha đã cầu bầu cùng Chúa và mẹ Maria chữa lành chồng con. Hôm nay có kết quả không phải bị biếu độc, nhưng phải chữa trị tiếp. Xin cha tiếp tục cầu xin Chúa chữa cho chồng con khỏi bệnh và luôn khỏe mạnh. Con cảm ơn cha rất nhiều. Con Nam Nguyễn, con xin cảm tạ cha đã nhận lời cầu xin của con. Vợ của con đã được phục hồi sức khỏe và đã về nhà trước ngày lễ Giáng sinh. Con xin cảm tạ cha. Con Nông Thị Thạch, con xin cảm tạ cha đã ban cho con mọi sự tốt lành sau khi mổ mắt. Xin cha tiếp tục cầu cho con và gia đình luôn được khỏe mạnh. Con xin cảm tạ cha. Con Ngô Phương, gia đình con xin cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bụi Diệp đã chữa lành bệnh cho chồng của con. Con Vi Nguyễn cùng chồng, chúng con xin cảm tạ ơn cha đã dâng lời cầu nguyện của chúng con lên Thiên Chúa Mẹ Maria. Vợ chồng con đã có tin vui. Xin cha tiếp tục ban sức khỏe cho con và thai nhi từ đây cho đến khi mẹ tròn con vuông. Con xin cảm ơn cha rất nhiều. Một người xin cảm tạ. Kính lạy cha Thánh Trương Biểu Diệp, cha là một trong các thánh tử đạo. Cha đã sống tốt đẹp lòng Chúa, nên cha được thông ơn Thiên Chúa để cứu giúp chúng con cả lương lẫn giáo. Chúng con đã được cha cứu chữa vợ con và cả con qua cơn bệnh hoạn. Chúng con kính cảm ơn cha. Con Kimberly Trần, con xin tạ ơn Chúa, mẹ và cha Trương Bửu Diệp đã chữa lành bệnh ung thư cho con. Con xin hứa sẽ cố gắng để nhiều giờ phục vụ Chúa. Một người xin cảm tạ. Tạ ơn cha đã cầu bầu cùng Chúa chữa lành bệnh cho vợ con. Vợ con đã lành đến 90%. Con Anh Nguyễn, gia đình con xin cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bụ Diệp đã nhận lời cầu xin của con cho cháu của con hết bú trong người, nay đi chụp phim lại đã biến mất. Thành thật cảm ơn cha. Con Hoành Lan Phạm, vợ chồng con đến cảm tạ ơn cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con có việc làm tốt. Em dâu con sanh cháu trai được bình yên. Chị con đã lành bệnh ung thư. Gia đình con được hồn an xác mạnh. Chúng con kính cảm tạ cha. Con Thủy Linh, hôm nay con đến đây xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn gìn giữ che chở cho anh Nguyễn Văn Thu vừa bị tai nạn xe, nhưng người không bị thương tích gì. Tạ ơn cha đã che chở. Con Jennifer Phan, con xin thành kính cảm tạ ơn cha đã ban phước lành cho con gái con là Donna Van Terry đã thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo. Xin cảm tạ cha. Con Mỹ Nguyễn, kính cảm tạ cha Diệp. Con bị stroke rất nặng, tay trái gần như bị tê liệt. Cha đã cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Hôm nay con đã lành được 90%. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con. Con tạ ơn cha. Con Võ Thị Lệ Thu, con xin cảm tạ ơn cha đã cho con vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này. Xin cảm tạ cha. Con Nina, con xin chân thành cảm tạ cha. Con đã có kết quả xét nghiệm là biếu lành. Con rất mừng. Cảm tạ cha đã nhận lời cầu xin của con. Con Bùi Thị Dữ, nay con đến để cảm tạ cha đã nghe lời con khấn xin. Cha đã giúp con vượt qua những khó khăn. Con cảm tạ ơn cha. Xin kính mời cả đoàn đứng. Cảm ơn cha, vui lòng kính mến mộ bà.
Sau đây là phần xin cha cầu cho các linh hồn đã qua đời trong tháng 1. Ông Joan Bautista Trần Quang Cảnh mất tháng 1 năm 1987. Bà Maria Hoàng Thị Thảo mất tháng 1 năm 1987. Maria Công Tặng Tôn Nữ Xuân Phương mất ngày 2 tháng 1 năm 2009. Ông Francisco Xavier Nguyễn Văn Thanh mất ngày 2 tháng 1 năm 2002. Bà Anna Nguyễn Thị Lánh mất ngày 4 tháng 1 năm 2014. Ông Peter Francis Nguyễn Minh Tuấn mất ngày 5 tháng 1 năm 2016. Ông Philip Trần Khánh Duy mất ngày 7 tháng 9 năm 2002. Ông Giuse Phạm Văn Đức mất ngày 9 tháng 1 năm 2005. Ông Matthew Thanh Phạm mất ngày 11 tháng 1 năm 1997. Bà Maria Nguyễn Thị Hợi mất ngày 14 tháng 1 năm 2016. Ông Francisco Trần Nhật Tú mất ngày 15 tháng 1 năm 2013. Bà Lucia Kiều Thị Thông mất ngày 15 tháng 1 năm 1979. Ông Giuse Tạ Vinh mất ngày 16 tháng 1 năm 2015. Ông Phêrô Nguyễn Riệp mất ngày 17 tháng Giêng năm 1990. Ông Phêrô Hải Lê mất ngày 18 tháng 1 năm 2015. Bà Maria Nguyễn Thị Thơm mất ngày 19 tháng Giêng năm 2016. Ông Phêrô Đinh Văn Lan mất ngày 19 tháng 1 năm 1991. Ông Doan Kim Trần Quang Văn Quảng mất ngày 19 tháng 1 năm 1976. Bà Maria Nguyễn Thị Nga mất ngày 20 tháng 1 năm 2004. Ông Phêrô Trần Văn Thiêm mất ngày 21 tháng Giêng năm 2016. Giuse Ngô Hồng Phước mất ngày 22 tháng 1 năm 2006. Ông Phêrô Chu David mất ngày 23 tháng 1 năm 2016. Bà Maria Nguyễn Bạch Vân mất ngày 24 tháng 1 năm 2014. Bà Marie Therese Phạm Thị Quý mất ngày 24 tháng Giêng năm 2014. Bà Maria Nguyễn Thị Xuân mất ngày 24 tháng 1 năm 2014. Ông Vicente Nguyễn Duy Cường mất ngày 25 tháng 1 năm 2009. Bà Maria Lê Thị Ven mất ngày 26 tháng 1 năm 1997. Ông Joseph Lý Thiên George mất ngày 27 tháng Giêng năm 2007. Ông Joaquin Nguyễn Tịch mất ngày 28 tháng 1 năm 1984. Bà Thiều Ngọc Trác mất ngày 28 tháng 1 năm 2015. Bà Teresa Phạm Kê mất ngày 29 tháng 1 năm 2016. Ông Phêrô Nguyễn Trương mất ngày 29 tháng Giêng năm 2015. Và sau đây là phần cầu nguyện theo ý riêng. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe một nhân chứng ơn lành qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Một trường hợp lạ kỳ khi ông Nguyễn Văn Thiều đã được cứu thoát trong đường tơ kẻ tóc.
Sau đây kính mời quý vị lắng nghe. Tôi tên là Nguyễn Đức Phương, tôi đang ở thành phố Norwalk, tiểu bang California. Bên cạnh tôi, bên tay trái đây là cậu em vợ của tôi tên là Nguyễn Văn Điều. Bên đây là có vợ của cậu Điều tên là Thảo và cháu tên Bryce. Đấy, hai vợ chồng cậu Điều với lại Thảo với cháu đây thì hiện đang sinh sống thành phố Westminster, tiểu bang California. Còn người ngồi bên cạnh của Thảo đây, mời Thảo đây là cụ Nguyễn Văn Bính. Cụ là năm nay cũng được 100 tuổi, đang là bố của cậu Điều. Cậu Điều thì là em út ở trong một gia đình gồm có 9 anh chị em. Thì tôi là anh rể. Thì cậu bắt đầu bị một cái chứng bệnh gọi là bị sốt huyết não, tức là bị... tôi quên tiếng Mỹ là gì, nhưng mà bị chảy máu ở trong não, đứt mạch máu, động mạch lớn ở trong não, rồi thì chảy máu. Và rồi thì đưa vào nhà thương UCI hồi giữa tháng 1. Thì đưa vào những UCI thì khi mà cậu vào thì là bị coma luôn, tức là bất tỉnh nhân sự, không biết gì cả. Và sau đó thì bác sĩ có mổ ở bên tay trái, của bên tay trái đó, và lấy một cái miếng sọ đưa đi để giống như là để mai mốt rồi lành lại thì đưa về. Thì cậu bị... nằm ở trong UCI như vậy là khoảng chừng 6-7 tuần lễ, không biết gì. Cậu Điều bị phải đưa vào, gọi là bắt đầu mà bị coma đó là đầu giữa tháng 1, tháng 1 năm 2017, tức là cái mới cái đây vâng. Và sau đó thì đến tháng 5, đầu tháng 5 thì xem như là cậu đã được gọi là bình phục tới 80-90%. Và nó sự thực là một cái sự rất là lạ lùng. Tại vì bác sĩ có nói rằng là nếu mà cậu Điều mà có lành thì cũng phải cỡ một năm nữa. Nhưng mà chỉ có sau 4 tháng thì cậu đã lành và đã có thể nói chuyện được và có thể đọc được. Hầu như là có thể gọi là làm được tất cả mọi việc, giống như là đọc sách tiếng Việt Nam, rồi thì nói tiếng Việt Nam, đọc sách tiếng Mỹ, nói tiếng Mỹ. Tức là hầu hết đều có thể gọi là có thể được. Thì chúng tôi khi mà gia đình khi mà cậu Điều bị bệnh như vậy đó thì chúng tôi có đến cầu xin với cha Trương Bửu Diệp để ngài cầu thay nguyện giúp cho gia đình để mà cho cậu Điều được chóng lành bệnh. Thì chúng tôi hôm nay đến đây thì là muốn chia sẻ là một cái điều là chúng tôi xác tín rằng là có sự can thiệp của cha cầu nguyện với Chúa để cho cậu Điều là cậu em của chúng tôi được lành bệnh một cách rất là lạ lùng, mà ngay cả các bác sĩ và cũng không có nghĩ rằng là cậu có thể lành nhanh như vậy và có thể lành một cách hoàn toàn như vậy. Thì sau đây thì đó là những cái điều mà tôi biết được, thì tôi xin chia sẻ với lại cái foundation của cha Trương Bửu Diệp để hy vọng rằng là cái trường hợp của cậu Điều đây cũng góp phần vào trong cái việc mà làm cho nhiều người tin tưởng vào Chúa hơn và góp phần vào trong cái việc mà xin phong thánh cho ngài, cho cha Trương Bửu Diệp. Tại vì thực sự đây chúng tôi xác tín là cha chắc chắn đã can thiệp, và qua cái sự can thiệp của cha thì Chúa đã nhận lời và cho cậu em chúng tôi được lành bệnh một cách nhanh chóng và một cách hoàn toàn như thế này. Ở nhà cứ thiếu ngủ mà cũng không biết là tại vì hồi đấy cái bà vợ phải có con, thành thử ra phải đợi cái người bạn nó trở đi bệnh viện, coi như bị trước lúc đi du nhà thương là khoảng một tuần, lâu ngủ đau đầu, nhức đầu ngủ không có được, rồi cho tới lúc mà đi gọi đi vô bệnh viện ấy, thì nói bà vợ là kiếm người bạn trở đi tới UCI, mà mình chỉ biết là mình nằm ở trong bệnh viện thôi, mà thấy cái bà con cô bác ở cái thế giới thăm mà mình không hiểu sao mấy người cứ tới thăm hoài. Nó lúc mà đậy rồi mới biết là mình nằm trong bệnh viện mà bị sao thì chưa biết. Thì nhớ coi như gần ấy, cái gì mà xa xôi lắm rồi mình không nhớ thôi, chứ còn mà mấy cái chuyện mà ấy thì nhớ được chị. Nhưng mà anh không biết về cha Diệp không? Cha Diệp, cái cha một cái hình đen ngoài ấy chị. Dạ.
thì ông nổi tiếng hơn cháu vậy đó. Trước khi anh bệnh, trước khi biết mà như nhà thương mổ thì anh ối mửa. Đến nhà thương là như người bà nói là anh không còn biết gì nữa. Rồi vô đó anh mổ luôn. Mấy ngày sau mổ xong thấy không thành công, rồi mổ thêm lần nữa. Mổ thêm lần nữa thì lấy cái xương ở sọ ra. Bỏ cho khoảng 6 tuần mới bỏ vô lại. Thì trong 6 tuần đó anh hôn mê, anh không biết gì đó. Thì cũng dẫn ra vô thăm ảnh thì bác sĩ nói bỏ sọ vô xong rồi thì sau đó bác sĩ nói là nếu mà hình như nó cho 3 tuần mà nếu ảnh không có tỉnh á thì nhà thương hỏi em có nên là rút dây không, giống như là để cho anh đi yên luôn á, tại vì sợ là ảnh không thể tỉnh lại nữa. Nhưng mà sau 3 tuần thì bắt đầu ảnh tỉnh. Dạ cũng nhờ ông trên. Dạ. Nhờ anh chị đâu đi cầu nguyện đâu giờ đá rồi nhà anh cầu nguyện cho ảnh. Chúng tôi thì thực sự là như vừa nãy tôi cũng đã nói sơ qua là ngay cả các bác sĩ cũng đã nói rằng là cái khả năng mà để trở lại bình thường như thế này rất là nhỏ. Với sức người và với cái y khoa hiện đại thì cái trường hợp của cậu điều đây mà bình phục nhanh nhẹn như vậy và bình phục một cách hoàn toàn như vậy thì là có lẽ chắc chắn phải có ơn trên thôi. Chứ còn ngay cả các bác sĩ cũng đã nghĩ đến cái chuyện, bác sĩ cũng đã đề nghị với lại mở đây nghĩ đến cái chuyện là phải rút dây. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn nghĩ rằng là cầu điều ít nhất chỉ cầu nguyện thôi. Cầu nguyện là nếu cầu điều ít nhất là tự lo cho mình được, đi lại được. Thế mà không nghĩ là cậu có thể gọi là bây giờ có thể nói được, có thể nghe được và có thể đọc sách được. Và cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Mỹ là một cái điều rất là lạ lùng. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cha Trương Bửu Việt Foundation, đặc biệt là chị đã tạo điều kiện cho chúng tôi và xin một là giới thiệu và xin là một cái chứng nhân cho cái sự việc lạ lùng cha đã cầu thay nguyện giúp cho gia đình chúng tôi để Chúa đổ ơn xuống và ban cho cậu điều được lành bệnh một cách rất là lạ lùng như thế này. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Happy birthday, Jack Fancy Go. To the job.
cha và con tạ ơn các bạn. Kính mời quý ông bà anh chị em ngồi. Thứ nhất, con sẽ thông báo về tình hình sức khỏe của cha Linh Hương. Sau đó con sẽ nói về hội của chúng ta trong năm vừa qua có cái gì đặc biệt. Sau đó con sẽ nói về cái chương trình của năm mới này là giúp cho những người trẻ mà đọc tiếng Việt không được vẫn có thể đọc được tiếng Anh. Và cuối cùng là chúng con có một chương trình gọi là tri ân các ông bà anh chị em tham dự buổi cầu nguyện năm 2017. Cha Linh Hứa của chúng ta vừa rồi Christmas chúng con lên thăm Ngài, Ngài rất là vui. Và câu đầu tiên là hỏi thăm quý ông bà anh chị em trong buổi cầu nguyện. Ngài lúc nào cũng nhớ và hầu như là lúc nào cũng mong được là có thể trở lại được càng sớm càng tốt. Chúng con cũng vậy, rất mong cha và tất cả anh chị em chúng ta ở đây đều mong cha xuất hiện trở lại. Và có điều nhà dòng lại có một cái quy định rất nghiêm ngặt vì cha không đi lại được, cha tỉnh. Nhưng mà lúc nào cũng phải có một thầy đi kèm theo để mà đẩy xe cho cha và đồng thời giúp cha đi vệ sinh hay là vệ sinh cá nhân. Cho nên nhà dòng không cho Ngài đi đâu cả vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài. Chúng con phải theo đúng vâng lời là thôi, phải nghe lời nhà dòng thôi. Nhưng lòng chúng con luôn hướng về cha. Và mỗi buổi cầu nguyện này chúng con đều đưa cho cha xem những cái buổi cầu nguyện qua video. Và cha chúc lành cho tất cả mọi người đến với buổi cầu nguyện để cầu nguyện cho nhau. Bây giờ con nói năm 2017 mình có cái gì đặc biệt. Thứ nhất con xin tóm tắt về cái thẻ thăm viếng. Ở đây quý ông bà nào đã có thẻ cho con biết, giơ tay cho biết. Ồ, gần hết rồi đúng không? Và chính vì vậy cho nên trong suốt 3 năm qua chúng con giới thiệu thẻ từ năm 2015 thì đến nay đã là 9.205 thẻ. Một con số khổng lồ mà mình không ngờ là nhiều đến thế. Và chúng con không chỉ dừng ở đó, sắp tới còn những chương trình đặc biệt cho những người có thẻ của cha Trương Bửu Diệp. Bản tin ơn lành mà chúng ta thường hay đọc, năm vừa rồi chúng con phát hành 49.050 tờ từ số 49 cho đến số 70, là cuối năm. Số 49 là số đầu năm 2017. Và để tại văn phòng có 6.678 tờ thôi, vì mình nghĩ là những người ở đây gần đây quen rồi, thành ra mình ưu tiên gửi xa. Cho nên tổng số gửi đi là tới 42.372 tờ. Tất cả các bang đều nhận được báo ơn lành hoàn toàn miễn phí. Một cái điều mà cũng con muốn nói là 2017 có rất nhiều để nói, nhưng mà chúng con chỉ thấy có một điều thế này. Quý ông bà xem về cái lời xin khấn và cảm tạ. Chúng ta thấy là từ năm 2012 cho đến 2017, 6 năm rồi, thì đặc biệt từ 2016 đến 2017, cái số lời khấn tăng thì đương nhiên là lời cảm tạ tăng. Đặc biệt, cái lời cảm tạ tăng một cách rất là đặc biệt. Và chúng ta thấy là thế là chạy đến cha. Và thống kê cho thấy là so với lời khấn thì cứ 3 lời xin là một lời được. Những năm trước là 4 hoặc 5 lời xin mới được một người. Và bây giờ càng lúc càng nhiều hơn lời cảm tạ. Chúng con lấy từ đâu? Từ những cái lời của ông bà ghi vào trong sổ, từ những cái phiếu xin khấn, từ những cái lá thư qua email hoặc là qua bưu điện. Chúng con thống kê và cho anh chị em thiện nguyện đi đếm tất cả những lời đó để thấy rằng là Chúa qua tay cha Diệp đã ban chúng ta rất là nhiều ơn lành. Chỉ cần ta biết chạy đến với Ngài mà thôi. Những ai chưa được là vì chưa chạy đến cầu xin với Chúa ta, và nhờ cha Diệp cầu bầu. Chúng con rút ra được từ năm 2017 là đừng có ngại ngần gì khi gặp khó khăn, hãy chạy đến với cha, nhờ cha nài nỉ với Chúa để chúng ta vượt qua được những thử thách khó khăn, bất kể chúng ta là tôn giáo nào. Đó là cái phần mà 2017. Bây giờ con nói là để mà giúp cho tất cả những người Việt Nam nhưng mà sinh ở đây không có điều kiện học tiếng Việt chu đáo, đọc không được, thì chúng con sau khi được góp ý của cả năm vừa rồi, rất nhiều người phụ huynh nói làm sao có được sách cho ơn cha Diệp tiếng Anh đây. Điều đó thôi thúc tất cả anh chị em trong văn phòng làm sao làm cho được. Và cuối cùng chúng con đã làm được và đã đưa hẳn lên trên một cái nơi phát hành rất nổi tiếng, đó là Amazon. Bây giờ trên Amazon, kệ sách của Amazon đã có sách của ơn cha Diệp bằng tiếng Anh.
Cho nên những ai mà thấy muốn gửi tặng hay là muốn cho con cháu mình hiểu về cha Diệp, biết những ơn lành của cha Diệp, xin mời lên Amazon, chúng ta có sẵn ở trên đó. Bên cạnh đó, chúng con bắt đầu từ tháng 1 thì cái báo ơn lành trước đây chỉ in tại đây và ai đến lấy thì lấy thôi. Nhưng bây giờ chúng con sẽ phát hành online hoàn toàn miễn phí trên vào mỗi tháng. Nếu quý ông bà nào muốn có một cái bản như vậy chỉ cần text về cái số 797979 rồi nhắn là Bolio. Bolio có nghĩa là báo ơn lành English online chứ không phải là Bolero. 797979 và nhắn text là Bolero. Và bây giờ chúng con muốn nói một điều thế này. Những thống kê những năm vừa qua cho thấy là những cái lời cầu xin mà được nhiều người cùng cầu với nhau, rõ ràng nó có một cái tác động mạnh hơn nhiều. Mà chúng con nghĩ cũng rất là logic. Khi mình xin cái gì đó mà xin một mình nó không mạnh bằng là nhiều người xin cho mình. Và chính nhờ quý ông bà tham dự ở đây lắng nghe và cùng hiệp tâm cầu cho những lời khấn xin mà rất nhiều người được ơn như chúng ta thấy con số. Vậy thì chúng con phải biết nói lời cảm ơn thay cho những người được ơn. Là trong năm qua mình có 12 lần để tham dự buổi cầu nguyện thì có những người có mặt đủ 12 lần. Con xin phép được thay mặt những người được ơn để ngỏ lời cảm ơn quý ông bà sau đây. 12 lần đó là bà Trần Thị Minh Loan. Người thứ hai là bà Nguyễn Nancy, Nancy Nguyễn. Người kế tiếp anh Đặng Quốc Hùng. Ông Vũ Vân. Một năm có một lần chúng ta nói lời cảm ơn nhau. Bà Bùi Thị Hoa. Ông Trần Trần Cảnh. Trần Thanh Cảnh, trở tên hay của Vinh Tát rồi bộ quá. Ông Lương Văn Thông. Ông Nguyễn Văn Tới. Và đặc biệt có một anh tốt ở Inglewood, tức là Los Angeles, mà không thiếu một buổi nào, đó là anh Victor Duy Vũ. Xin mời anh. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay của những người góp công sức nhỏ bé của mình nhưng làm nên chuyện lớn, làm chuyện vĩ đại, đó là góp lời cầu nguyện cho những lời khấn xin khẩn thiết. Và sự có mặt của quý ông bà đây đã làm tăng sức nặng cho lời cầu nguyện để được cha chuyển cầu lên Chúa nhập lời. Một lần nữa chúng ta cảm ơn những người có mặt thường xuyên. Xin cảm ơn. Có điều con phải nói thế này, như phía dưới còn quý ông bà sẽ nói là tôi đi đủ không thể nhắc gì cả. Dạ, con xin cáo lỗi. Lý do thế này, tại sao con biết được là vì mỗi lần đến thì đưa thẻ vào quẹt và trong máy scan, nhưng không phải ai cũng nhớ để làm chuyện đó. Sẽ có những người đến rất đầy đủ nhưng bỏ quên cái động tác scan máy và quẹt thẻ vào trong máy, thành ra chúng con không biết được. Cho nên con xin hỏi ở đây có ai đi đủ mà con không nhắc tên không? Xin mời, xin mời cô lên đây. Còn ai nữa không ạ? Đi đủ 12 lần, dạ xin mời bác lên đây. Xin mời bác ạ. Dạ. Còn ai đi đủ mà thiếu không ạ? Xin mời bác. Chúng con có một món quà nhỏ bé nhưng mà chắc chắn là nhiều hồng ân của cha để thay lời cảm ơn. Còn ai nữa không ạ? Chào bác. Xin mời đây. Và chúng ta, đây là những người mà chúng ta lại đến thường xuyên nhưng mà không nói, không ai biết. May mà hôm nay hỏi, chúng ta xin một tràng pháo tay cho những người đã góp phần vào ơn lành của cha ba của chúng ta. Và có một bình hoa nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng có tin chắc là cha Diệp chúc phúc cho những bình hoa này để đem lại bình an cho quý ông bà. Chúng con tri ân là vì đây là những người đến đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không tri ân những người
bận vô cùng, nhưng ráng sắp xếp mà đến, dù chỉ một lần trong cả một năm, nhưng đó là một cái lần giá trị, vì mình đã nỗ lực biết bao nhiêu. Đó là chính quý ông bà đây. Chúng con biết rất muốn đi, người lớn già thì lại không có ai chở, tôi đi mà không có ai chở. Những người trẻ thì tôi bận quá, đến giờ đó lại có khách khứa, công việc làm, không đi được. Cho nên con phải nói là nhân cơ hội này tri ân tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở đây. Trước khi mà chúng ta qua phần cuối cùng thì con phải hỏi, mình sẽ có một cái tiết mục đặc biệt, đó là cắt bánh sinh nhật cha. Nhưng hôm nay con biết có rất nhiều người sinh cùng ngày với cha. Ai sinh ngày 1 tháng 1 ạ? Một người, ai nữa? Hai người, tuyệt vời thế, ai nữa? Ba người, bốn người. Vậy là hôm nay mình mừng sinh nhật không phải chỉ cho cha không mà còn bốn người nữa. Và lát nữa đây nghi thức cắt bánh, xin mời bốn người này cắt bánh chung với cha Diệp nhé. Tôi nghĩ là phần chương trình đến đây, buổi cầu nguyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Vào đầu tháng 2 thì chúng ta chuẩn bị cho tháng 3 là lễ giỗ, sẽ có nhiều tin tức tốt lành khác. Mà đây là cái ơn lành mà con sẽ bật mí cho quý ông bà anh chị em nghe, là cha Diệp đã giúp hộ như thế nào. Rất là hấp dẫn, đừng bỏ một buổi cầu nguyện nào hết. Cô hội trưởng nhắc con là hôm nay cảm ơn những ân nhân đã làm cho buổi mừng sinh nhật cha càng thêm ý nghĩa. Đó là bác Triệu Vang, bác tặng nguyên một con heo quay. Chưa phải đổ thì hôm nay mình có cái gỗ để ăn rồi. Và thứ hai là các chị đã mang chè, một món chè mà lần buổi cầu nguyện nào ai cũng yêu cầu. Quên mất cái chè gì mà có nước dừa, có bột bán, có mè, ăn rất là thơm. Chè suối nước, đúng rồi. Bây giờ con xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng ra thưởng thức bánh và bữa ăn hôm nay mừng sinh nhật cha, và hẹn gặp lại quý ông bà vào tháng 2 của cầu nguyện này. Lạy Cha Trương Bưu Diệm,